Thì em kết hôn 8 năm. Kết hôn 8 năm? Dạ, em có một bé gái 8 tuổi mà em đã đơn thân nuôi con 7 năm. Trước đó thì mình tìm hiểu bao lâu rồi mình tiến tới hôn nhân? Tụi em quen nhau trên Facebook. Em có tiệm tóc á, anh cũng hay ghé rồi quen rồi. Sau 1 năm tụi em mới kết hôn, dạ. Quen 1 năm, dạ. Mà nguyên nhân nào lại dẫn đến là chia tay khi con còn nhỏ quá? Chuyện gia đình nó cũng khó nói lắm chị. Xin chào chị Cát Tường, mình là Bùi Giáo Út, mình đến từ Bình Dương. Anh à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Mình năm nay 42 tuổi rồi. 42 tuổi, 42 tuổi là sinh năm 78. Đúng. Dạ, thế mình đang làm công việc gì ở Bình Dương? Công việc chính thì mình làm kinh doanh vận tải. Kinh doanh vận tải? Có nghĩa là vận tải hàng hóa từ các kho bãi ra bến cảng. Còn công việc phụ thì cũng... Có nghĩa là xe mình có xe tải để mà đưa vận chuyển hàng. Xe container vận chuyển hàng hóa từ kho bãi ra bến cảng. Đó là xuất, công ty mình làm riêng của mình hay là mình là... Công ty của mình. Công ty của mình luôn. Dạ. Làm thêm thì cũng có làm thêm bất động sản. Thêm bất động kinh sản. Kinh doanh cho thuê nhà. À, thế quê anh gốc là ở đâu ạ? Quê mình ở Thái Bình. Anh vào đây lâu chưa? Chắc cũng 25-26 năm rồi. 25-26 năm, chắc chắn là công việc mọi thứ nó cũng cơ ngơi ổn định hết rồi ha. Giờ chỉ thiếu người bạn đời thôi đúng không? Dạ. Thôi mời chị gái giới thiệu. Em chào chị Khắc Tường, chào anh bên cạnh. Em tên là Ngọc Bích, em ở Bình Dương, em 42 tuổi. À, vậy là cũng sinh 78 luôn. Dạ. Mình đang làm công việc gì vậy Bích? Công việc của em là thợ uốn tóc chị. Dạ. Rồi bên cạnh là em có kinh doanh online cái cây phong thủy á chị. Cây kiển phong thủy. Cây kiển phong thủy. Dạ. Ngoài ra thì em còn có một cái xe để chạy dịch vụ đưa đón sân bay cho công ty. Dạ. Tất cả các công ty nước ngoài mà em quen. Xe mà xe mấy chỗ? Dạ xe 5 chỗ chị. Để mình có tài xế đưa đón khách đi sân bay rồi em chạy á. Tự chạy luôn? Dạ vâng ạ. Ồ, vừa kinh doanh online rồi vừa làm tóc rồi làm sao vừa chạy xe? Cái tóc thì em chỉ nhận trang điểm cô dâu cho ở bên tiệm áo cưới á chị. Thế là dạ. Có khách là mình đến mình làm. Dạ. Còn ở nhà em cũng có tiệm uốn tóc, có khách quen thì em làm, còn có khách thì em chạy. Còn kinh doanh thì em kinh doanh tại nhà, tức em lên mạng, ai đặt thì em ship. Trời ơi, sao giỏi dữ vậy? Trời, làm tài xế luôn, lái xe đưa khách đi luôn. Dạ, em hay chạy quá. Những người phụ nữ thời đại mới rất là năng động ha. Mình có thể xoay chuyển làm đủ mọi thứ ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Em có điểm mạnh là em hòa đồng. Em hay giúp đỡ người khác, chứ em rất là có hiếu với ba mẹ. Dạ, nãy Tường quên hỏi là mình quê ở đâu? Dạ, em ở Bình Dương chị. Quê Bình Dương, gốc Bình Dương luôn. Em ở Bình Dương là năm 14 tuổi. Còn em quê mẹ, ba mẹ em ở Tây Ninh. Tây Ninh. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu là còn có cái gì nữa? Em thì hay giúp đỡ người khác, hay thương người, với em tự lập từ nhỏ. Cho nên em rất là mạnh mẽ. Tự quyết định, với nói về tài chính là em phải tự do tài chính của mình. Rồi. Không có nhờ vả, không ai giúp đỡ cho em. Rồi. Điểm yếu của em là em hay quên. Tánh em rất là nóng, nóng lắm. Hay còn anh thì sao? Trước tiên là anh nghe những cái chia sẻ của bạn gái về công việc của bạn gái thì anh có cảm nhận như thế nào? Mình cảm nhận thì bạn ấy cũng là một người gọi là tự lập giống mình. Dạ. Rất là mạnh mẽ. Dạ. Rồi về giới thiệu về những cái ưu điểm và những khuyết điểm của anh thì anh muốn nói chia sẻ những điều như thế nào? Cái ưu điểm của mình thì vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là mình không có cái tật xấu. Yeah. Vì mình đã biết là những cái xấu thì mình thừa biết là mình không bao giờ mình cũng đính đâu. Yeah. Luôn luôn hoàn thiện bản thân để phù hợp với cuộc sống. Yeah. Còn cái điểm yếu của mình thì chắc là mình giao tiếp này mình cũng không được lanh lẹ cho lắm đâu. Hơi run lắm. Dạ, thôi mình cứ chân thành có sao mình nói vậy được rồi. Anh cũng đâu gần miệng lưỡi đâu, cần nói gì nhiều. Không cần hoa mỹ. Thế về còn chuyện tình yêu thì sao ạ? Mời em giới thiệu. Em thì em kết hôn 8 năm. Kết hôn 8 năm? Dạ, em có một bé gái 8 tuổi mà em đã đơn thân nuôi con 7 năm. Trước đó thì mình tìm hiểu bao lâu rồi mình tiến tới hôn nhân? Tụi em quen nhau trên Facebook. Em có tiệm tóc á, anh cũng hay ghé rồi quen rồi. Sau 1 năm tụi em mới kết hôn. Dạ. Quen 1 năm, dạ. Mà nguyên nhân nào lại dẫn đến là chia tay khi con còn nhỏ quá? Chuyện gia đình nó cũng khó nói lắm chị. Lúc mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ khi đến kết hôn á. Dạ. Rồi nó xảy ra nhiều mâu thuẫn lắm. Tính em thì không có nói, cái gì không được em không nói riết rồi cái thành cái thói quen là không nói. Riết em buông xuôi riết rồi em thấy không có được, em quyết định chia tay.
qua chuyện đó mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm. Dạ, đúng không ạ? Dạ. Thứ nhất mình là phải tìm hiểu kỹ hơn. Dạ, không có thẳng thắn ngồi lại để chia sẻ đó chị. Dạ. Để mình bỏ lớp qua hoài đúng. Luôn. Tại vì thật sự bây giờ cuộc sống nó vội vã. Dạ. Mà mình lại cho qua thì nó dồn dạ. nén lại những cái năng lượng, những cái suy nghĩ xấu ở trong dạ. người của mình, nó rất là nguy hiểm. Thì em nghĩ mà trong cái hôn nhân, cái quan trọng nhất là cái sự chia sẻ. Dạ đúng rồi. Tại vì phải chia sẻ mỗi ngày thì mới có sự thấu hiểu. Dạ. Rồi còn chuyện tình yêu của anh thì sao ạ? Thì mình cũng đổ vỡ một lần rồi. Dạ. Mình có cháu nào chưa anh? Mình có hai cháu. Hai cháu và mấy tuổi với mấy tuổi ạ? Một đứa 13, một đứa 11. Trai hay gái anh? Trai một gái. Wow, vậy đầy đủ rồi ha. Mà hai cháu thì sống với ai? Sống với mình hết. Hai cháu thì lại sống với anh hết. Wow, sao nó khác, nó ngược ngược vậy? Thường thì con thì hay sống với mẹ, lý do nào con lại sống với ba? Theo như mình nghĩ thì tại vì là trước bữa ly dị thì mẹ nó nói là mẹ nó không nuôi con. À, chị nói chị không nuôi. Cũng ra tòa là mình trình diện, mình cũng nói là mình đồng ý nuôi con mà mình không đòi chi phí. Dạ. Nên mẹ nó không nuôi thì mình phải. Dạ. Thế là tòa nó giải quyết về bên mình hết. Ly dị bao lâu rồi? Mình ly dị năm ngoái. Thế nguyên nhân tại sao ly dị ạ? Nói chung là vợ mình ngoại tình. Anh có thấy không ạ? Là chỉ là mình nghe thôi. Nhiều lần luôn. Khi ấy là mình lắp định vị GPS ấy. Và xe ấy, mình cứ để mình theo dõi, mình tìm hiểu thôi. Để xem là cái khuyết điểm của mình là cái gì. À, rồi anh có suy nghĩ ra được điều gì không? Thì nói chung là mình cũng không suy nghĩ được điều gì hết. So với những người ngoài thì mình hơn người ta rất là nhiều. Mà sao mà vợ mình mà lại như thế? Thế trong một năm qua thì mình còn liên hệ với nhau không ạ? Nói chung là từ ngày ra tòa là xong. Hoàn cảnh ai cũng có cái khổ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nãy giờ em có nghe được dạ, chia sẻ của ảnh không? Dạ. Em có suy nghĩ như thế nào về trường hợp của ảnh? Về hoàn cảnh của ảnh? Hiện tại thì ai cũng có một cái quá khứ riêng, ai cũng có một hoàn cảnh riêng. Em cũng có con, anh cũng có con. Cái đó thì em không có quan trọng. Quan trọng là mình chăm sóc con như thế nào, mình dạy dỗ con mình như thế nào. Còn quá khứ, đã là quá khứ rồi thì không nhắc lại. Cái hình mẫu của em là như thế nào? Em muốn tìm một người chồng tương lai của mình sau này là như thế nào? Cái ngoại hình thì em không có quan trọng. Người anh có công việc ổn định, anh không gia trưởng, không có chi ly, không có keo kiệt. Phải chia sẻ, thấu hiểu, chia sẻ. Phải hiểu cái công việc của mình và công việc của người bạn của mình nó như thế nào. Không thuốc, không rượu được thì càng tốt, nếu có em sẽ thuyết phục. Thế còn anh muốn tìm một người bạn đời của mình sau này như thế nào? Có tiêu chuẩn gì không ạ? Tiêu chuẩn thì mình muốn một người phụ nữ của gia đình. Chứ mình cũng thích cái người phụ nữ mà đi ra ngoài em bắt đầu là la cà nó kia là mình thích. Có vẻ là anh chị cũng hợp với nhau đấy. Cô này giỏi chăm chỉ làm việc không? Chứ chuyện la cà chắc không có đâu. Đơn thân mà nuôi con là áp lực nhiều lắm anh. Thế bây giờ mình có hình ảnh vậy mà cho Tường coi. Anh có đem hình gì theo không anh? Dạ, đây, anh coi. Đây, anh có hình trong điện thoại. Anh nghĩ cô ấy là ai ạ? Nghĩ cô ấy là cô này. Cô ấy là cô này. Lý do sao anh chỉ cô đó? Cảm nhận của anh như thế. Cảm nhận của anh như thế. Rồi, anh cứ cầm đi nha. Để em mở cửa trái tim lên là anh xem. Em chọn anh nào ạ? Áo trắng. Lý do tại sao nói chuyện không có diễn tả gì trơn mà em lại nghĩ là anh áo trắng? Em có cái cảm nhận của lời nói của anh. Sao em chưa hỏi cái sở thích hay cái gì mình đã chọn rồi? Nãy giờ người ta lắng nghe câu chuyện, người ta đoán thần giao cách cảm phụ nữ mà. Rồi, bây giờ mời hai anh chị hãy hướng mắt về phía trái tim ha. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra để xem coi cái sự chọn lựa của anh chị hôm nay có đúng hay không nha. Mời hai anh chị. Chào anh. Chào em. Sao ạ? Đúng ha? Dạ đúng chị. Anh chọn đúng không anh? Không biết, tại khác của cái kính không biết. Sai rồi. Cổ là cô này mới đúng nè. Dạ đúng rồi. À nè anh chị. Hôm nay là ngày gặp mặt thì anh không biết gì thì anh tặng em bó hoa. Dạ thì, em bó hoa này thì anh mua đồ về anh bó. Đấy, wow. Đây là màu xanh và đây là màu hồng và đây là màu tím. Đấy, thì xanh này là màu hy vọng. Còn màu hồng này là màu tượng trưng cho tình yêu. Còn màu tím là màu trung thủy. Đấy. Wow. Anh muốn gửi tay anh. Cảm ơn. Một bó hoa mà rất nhiều ý nghĩa. Em thì đó. Cũng có quà tặng cho anh. Em là cái phong thủy. Cái cây tùng, cái cây này là một cái cây đa. Em muốn nhắc anh là lúc nào anh cũng phải là chỗ dựa tinh thần. Cảm ơn. Rồi, hay quá, những người. Cái cây này em tự trồng đó chị. Sáng nay em mới đưa nó vào chậu. Sáng nay 6 giờ nó vậy em đưa nó vào chậu để em mang nó theo 70 cây số để em lên đây rất là kỹ đó chị.
nha. Sáng nay mới chiết vào chậu và đi 70 cây số để đem cái hoa đến cái cây để đâu cũng được anh, bằng làm việc văn phòng hoặc là bằng bằng học của con. Nhưng mà nuôi trong cái này trong nó có sống nổi không? Dạ sống chị. Cái cây này nó là cây đa chị, nó cây phong thủy á chị. Rất là vui khi ngày hôm nay trước tiên là hai anh chị có những cái món quà dành cho nhau mà đều rất là có ý nghĩa. Và bây giờ Cát Tường sẽ dành riêng cho hai anh chị một cái khoảng thời gian ngắn để hai anh chị có thể tự trò chuyện với nhau. Cát Tường xin mời hai anh chị thưởng thức món tôm rang muối Hồng Kông và bánh và trái cây, và Tường thấy có chè nữa, rất là hấp dẫn nha. Món tôm rang muối là món ăn rất là phổ biến, được rất là nhiều người yêu thích. Mời hai anh chị vừa thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến và vừa trò chuyện với nhau. Rồi, dạ, em cảm ơn anh chị. Rồi, mời anh. Thì em nghĩ thế nào là quen anh thì một người mà như là con cái nhiều quá thì em có ngại không? Không quan trọng anh, em cũng có con mà. Thì biết rồi, nhưng mà sau này ví dụ như mà em có ngại là nó có gánh nặng gì cho em không? Nếu mà về công việc, nếu mà mình có con mà ăn học thì một đứa đi làm, một đứa chăm con vẫn được. Em vẫn kinh doanh online để kiếm tiền được. Vẫn dù ở nhà, tại nhà em có thể dành thời gian cho con, chăm sóc con, đưa đón con đi học. Mà em là cái nấu ăn là dở. Anh thì nấu ăn thì anh ok, và chủ anh thì em biết rồi. Anh một có thể mình, đi chợ nấu ăn được không? Anh một mình anh, nếu mà đi chợ nấu ăn thì anh làm việc năm anh 7-8 tuổi anh đã phải đi chợ nấu ăn rồi. Em thấy hai mẹ con hay ăn ở ngoài, tại vì em cũng biết nấu ăn, em không có thời gian. Anh ăn đi, em mời anh. Rồi em ăn đi. Công việc nhà thì anh ok. Dạ. Thì anh làm hết tất cả. Về cái đó thì... sao nếu mà sau này thì anh phụ em cái phần nấu ăn đi chợ. Em rất là dở, dạ. Em chỉ trứng cái... chiên thôi, em thích trứng chiên thôi, em không có biết làm cái gì. Nấu ăn thì anh nghĩ là bọn nhỏ nó tự làm được rồi. Bây giờ anh toàn đi tiền cho nó tự đi chợ tự nấu. À. Quần áo nó tự giặt được rồi, nó không có quan trọng cái vấn đề đấy. Hiện tại là nhà anh ở đâu? Anh ở Dĩ An em. Dĩ An, cách nhà em khoảng 40 cây. Em ở đâu? Em ở Bến Cát, thì sao Bến Cát anh? Bến Cát em ở chỗ nào? Em ở gần chợ Lai Khê. Lai Khê là Lai Hưng ấy. Dạ đúng rồi, nhà em ở xã Lai Hưng á. Trước anh cũng hay xuống với mấy cái dự án mà của Đức Phát ấy. Chính thức công việc của anh là gì? Anh thì anh làm việc chính thức thì là kinh doanh vận tải. Nhà em có công ty riêng. Anh có công ty riêng. Thứ hai anh cũng làm bên bất động sản ấy, buôn bán đất ấy. Em cũng thỉnh thoảng bất động sản. Chung về tài chính thì không có gì hết. Cái tiền mà anh để cho con cái mà ăn học ấy là anh cũng để riêng rồi. Như anh để một vài tỷ để cho chúng nó ăn học đến lúc chúng nó trưởng thành. Thì là mình một con người tự lập và mình một người là có trách nhiệm. Anh, quan điểm của anh về cái cuộc hôn nhân tiếp theo của anh như thế nào? Anh có thể nói rõ cho em được không? Thì nói chung về anh thì anh muốn tìm một cái người đồng hành với anh đi suốt cái cuộc đời. Để mình cũng như là chia sẻ mình gọi là có chỗ nương tựa lẫn nhau. Như là chẳng hạn như anh thì bây giờ anh đang bình thường đúng không? Không may mà chẳng hạn như là có bệnh này, có sổ mũi nhức đầu gì hay là có vấn đề gì mà nó cấp bách ấy. Thì nếu như mình có hai người thì mình giải quyết nó vẫn sẽ dễ hơn một người. Nên anh muốn một người là đi cùng anh nên nó cái cuộc đời là có cái chia sẻ. Anh có uống rượu hay hút thuốc lá gì? Anh tuyệt đối những cái đấy không. Anh đã nói là những cái tật xấu là anh không bao giờ anh dính vào. Kể cả em rượu, vậy, bia hay em kia. Cũng không có thích là tụ tập hoặc là ăn chơi hay là rượu bia, lá này cũng rượu bia anh nói thật là chỉ có những cái công việc đi xã giao bắt buộc thì anh phải uống thôi. Chứ còn không bao giờ là anh đụng vào một ly rượu hay ly bia này. Ví dụ ở nhà không bao giờ có. Em thì thích một người đàn ông là cá tính, nói 1-1-2-2, quyết định về công việc, lẫn tình cảm, lẫn con cái gia đình anh làm được. Đâu đó nó rõ ràng với em là rõ ràng. Thì anh đang làm rồi chứ cần gì em hỏi đúng không? Bây giờ anh đang sống một mình nuôi con mà công việc anh làm anh rất là tốt thì em phải biết là anh đang làm rồi. Chứ không phải là anh có làm được không. Em thích một người như vậy, phải mạnh mẽ, phải là độc lập. Anh muốn hỏi em gì nữa không? Hỏi đi. Nói chung là... Trời ơi, ăn miếng đi cưng. Gặp mặt thì... Em ăn chè chị, em thích chè. Mình cũng có gì thì mình cứ tìm hiểu sau đi. Dạ rồi, không có thời gian nhiều dành cho mình. Con người mình không phải là nhìn nhận nhau một lần phán quyết được hết con người. Nên là anh cũng mong là em là đưa anh là có cơ hội để mình gặp nhau, để mình chia sẻ. Rồi bây giờ Tường mời anh chị ha. Em ưu tiên bạn nữ trước đi. Bóc một câu hỏi ha, đọc lớn lên để chúng ta đây để tìm hiểu nhau rõ hơn thôi. Em nữ em màu đỏ đi. Em nữ màu đỏ em đọc lên. Em bằng hỏa màu đỏ nóng lắm đấy. Yêu cầu bạn nam kể ra ba tật xấu.
nhất của bạn. Nên đấy mình... Hồi nãy anh nói anh không có cái tật gì xấu luôn mới ghê chứ. Rồi, xấu thì mình phải gì phải dính vào. Nhưng mà anh, mình phải xa lánh tật xấu. Thì hoặc là những cũng cái phải có chứ anh. Cũng phải có chứ, không tật người hai mà hoàn hảo được. Cái ngày xưa là anh có. Thì giờ anh cứ kể biết đi. Suy nghĩ là anh em muốn nghe hiện tại chứ. Rồi, hiện tại anh nghĩ là anh còn có những cái gì? Thì anh là xấu là anh giao tiếp nó không được lưu loát. Đó cũng là một cái đất đồng sản mà anh không lưu loát. Ai mua đất của anh, ai cọc đất với anh kiếm tiền. Anh không phải là có mà anh là đầu tư thôi. À, anh nhà đầu em, tư. Em bán thì anh mua. Anh mua anh thích thì anh bán lại. Chứ anh không phải là đi dịch vụ giới thiệu. À vâng. Rồi cái gì nữa? Cái nhiều hồi là mình hay suy nghĩ. Chung là cũng có cái việc gì mình cũng hay, tối mình cũng hay chăn trở suy nghĩ nhiều mà cũng thấy hơi mất ngủ. Cái đó cũng là tốt chứ đâu phải xấu đâu. Không, nhưng mà nó tốt nên ảnh hưởng đến sức khỏe đó. À, nó hưởng sức khỏe, có nghĩa là có một cái sự việc gì xảy ra thì nó sẽ khiến anh phải suy nghĩ, quan tâm và lo lắng. Thường là những cái chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến anh như vậy? Nói chung là cái chuyện gì cũng nó cũng đem đến là mình cũng suy nghĩ. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng suy nghĩ hết. Suy nghĩ. Những cái này xấu thiệt rồi. Cái gì cần thế nghĩ, mình nghĩ bỏ xấu cái thì gì nữa. Thì nãy anh nói anh không có tật gì xấu à. Nhưng mà mình cũng nói là mình sẽ bỏ. Sẽ bỏ, rồi. Một điều nữa đúng không em? Vâng. Và một điều nữa ạ. Điều nữa thì mình kể về ngày xưa đi nhỉ. Ngày xưa thì mình cũng, nói chung là cái thời mà mình chưa chín chắn đó. Thì mình cũng uống rượu, uống đồ cũng có. À, thế bây giờ là đỡ chưa? Bây giờ là nãy cũng chia sẻ thật là chỉ có bắt buộc thôi, chứ còn không bao giờ uống. Đó là công việc hay một công cái tiệc tùng hay cái gì bắt buộc thôi. Rồi, mời anh. Rồi, anh đọc đây ạ. Bạn hay kể ra ba bí mật của bản thân mà bạn chưa từng chia sẻ với ai. Đó là cái gì bí mật nha. Mà em ngại mà em chia sẻ với ai. À. Chứ không phải là em chia sẻ với bố mẹ rồi mà giờ em nấu ăn, em hay bị khét. Em kho trứng cũng bị khét, kho hầm thịt cũng bị khét. Em nấu cái gì đó em quên là bị khét, em đâu dám nói ai nấu ra ngại mà cỡ. Rồi còn gì nữa? Còn một cái là em đang cầm điện thoại lên tay, em cứ đi kiếm điện thoại, cầm chìa khóa lên tay đi kiếm chìa khóa, đội cái nón bảo hiểm lên đầu em lại đi kiếm cái nón bảo hiểm. Có nghĩa là hơi đản trí chút đó, xíu. Đó là không gì không thể cãi giá được. Nhưng mà cái đấy đã chia sẻ với ai chưa? Dạ chưa anh, chưa giờ chưa. Nói với nếu ai. Nếu chia sẻ rồi là phải thêm cái nữa đó. Anh tham quá. Rồi. Là... Thôi qua tới màn hát và đọc thơ mời anh. Thôi anh cũng hát một đoạn đi. Anh hát về quê anh đi. Dạ. Nắng ấm quê hương. Đang anh nhớ nhà đến quê em một chiều nắng ấm khúc hát yêu thương mây dài theo sóng Thái Bình ơi Thái Bình ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn xanh tốt mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Anh yêu Diêm Điên hàng Phi Lao gió mát đưa em đi tắm mát ở bãi biển Đồng Châu. Anh qua con sông sâu đã bắc cầu đưa em về đồng cỏi. Anh thương em anh nói em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà mời thầy sang chơi đáng thưa rồi mời em. Em có thơ để tặng cho anh. À, cuộc đời em vẫn còn dang dở, anh bước vào che chở được không? À, muốn bình yên thì anh lên chùa cầu phúc, còn anh muốn hạnh phúc, anh nắm lấy tay em. Hay quá. Thơ này ở đâu vậy em? Em suy nghĩ. Em tự làm bốn câu ngắn gọn xúc tích. À, bây giờ trước khi mà chúng ta đưa ra cái quyết định là có đồng ý bấm nút để mình tìm hiểu nhau, để hẹn hò với nhau hay không, thì em mời hai anh chị chúng ta có thể nhìn nhau, nói với nhau cái điều gì đó mình đang suy nghĩ bây giờ. Để chúng ta có thể đưa ra một cái quyết định đúng đắn nhất là có hẹn hò với nhau hay không. Mời anh. Lần đầu tiên thì em gặp mặt thì em nhìn vào anh thì em cảm nhận thế nào? Nói anh thấy là... anh là một người chia sẻ cũng chân thật. Em cũng hy vọng nếu mình có một cơ hội thì cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. À, em thì cũng cần một vài gia dưỡng chất. Em hy vọng anh như một cái cây em tặng cho. Anh cảm ơn. Lần đầu tiên thì anh gặp em, nói chung là em với anh thì bằng tuổi nhau nhưng mà anh trông em thì rất là trẻ và xinh đẹp và dễ thương và có giọng, có nụ cười rất dễ thương. Em cảm ơn anh. Duyên. Ôi, chúng mình đến đây với nhau rồi thì dù sao cũng là một cái duyên thì chúng mình cứ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu hơn với nhau để cho nó có vững chắc xa hơn trong cuộc sống như vậy. Rồi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Chị nhắm mắt lại nhé, sau khi tường đếm 3 tiếng nếu đồng ý hẹn hò thì anh chị bấm nút, còn không đồng ý thì anh chị cứ việc lấy tay ra. 1 2 3 hết thời gian ạ. Dạ mời anh qua đây ạ.
Rồi hai anh chị nắm tay nhau đi ạ. Trước tiên là gửi tặng em gái một món quà của chương trình là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng hai anh chị đây là những cái vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng.